quán không được ăn cứ lòi đường. À ơi trời sao không đây gì. Ơi. Ơi, có bằng Linh là có quay phim là sao? Sáng sớm là có hai. Sáng sớm là có hai. Hai gia đình hả? Hai fan hả? Hai fan tới cho bà tám liên tiếp luôn. May chưa có đi hả? À. Tôi vừa mới tính đi tự nhiên cái tới. Cũng tự đây, nhiên. Cái này chị cô này ít chị... lòng nhiều ha. Cô đi với hai cha mẹ của cô. Hai cha mẹ. Ừ. Đến cho hai người hai ba má của cổ tới. Tự nhiên cổ tới cổ cho ba ly chè mà tôi nói ủa xong cái cổ nói ăn thử đi. Ừ. Ngon lắm nè. Còn cái bánh này wow. À, bánh trứng ngon nè, giống như điểm tâm. Chị này là tại vì hứa tặng cho chị cái sâu chuỗi ở Đất Thánh đem về còn có hai cái à mà bà. Ủa, cũng để dành được hay để dành mà còn hai cái đúng luôn. Xong cổ nói là có còn nó đi hình như còn hai cái. Xong trời cái chị tới cái chị lấy cái đó cái tôi nè. Ừ. Cái chị tặng cho tôi cái bánh này ngon lắm á, mà nó nướng có trứng nè, mà nó cháy cháy nè và khoái nha. Anh là được ăn cái này thôi này, cái này của anh Quang này nha. Này nè, trời ơi đã không. Ăn thử bánh đi. Chưa hả? Đợi chút ăn. Muốn ăn không? Ăn, tôi muốn ăn á. Đâu, rồi, trong cái. Tôi tính, bà Tám tính đi rồi mà bà đòi ăn cái này rồi khỏi ăn trưa luôn á nha bà. Ăn ngon. Bánh này ngon rồi. Quá ngon. Bánh này tôi thích rồi. Bà xôi ruột qua giờ ok không? Tối giờ về ok không? Ngủ được không? Ngủ ngon. Nghĩa hả? À ha. Tôi coi lớp kia. Tôi nói bà, tôi thấy bà nói mà bánh ngon quá. Chút được tin hả? Bà nói lại két là bà chưa có xin cô Linh Trần tiền đóng ra cha. Này, ủng hộ cha 200. Ngày hôm qua bà tin Trần tính xin rồi. Mà thấy bánh mới xong bà tử không, bà đuối quá. Không dám xin. Để từ từ đấy, để từ từ được con xin. Ai nhà đâu bà coi video bà thấy. Cảm ơn Linh Trần được 200 nữa kệ đi ha. Nè, cho bà ăn cắn miếng nữa nè, bà cho 200 cho bà cắn miếng bánh nữa đó. Thôi cắn hai miếng ha. Hai miếng. À, chị Trang bà Thiên Trang sẽ đến đây để tắm giao cái số tiền này và hình như là một hai ngày nữa là cha Dũng bắt đầu làm lễ đặt viên gạch đầu tiên. Dạ hả? Ừ, đặt viên gạch đầu tiên để thay cái nhà được bao nhiêu rồi, hôm nay được nhiêu rồi? Hơn 6,000 rồi. Dạ. Ok bà, hơn 6,000 là đợt hai nha, còn đợt một là 2,500 là tính riêng. Đó thì xin từ từ cho cha. Rồi bà cứ nói trên clip để cho quý ông bà cô chú anh chị với lại các bạn muốn giúp đỡ thì giúp, lâu lâu mình nói. Đúng rồi. Rồi Christine cao á, tôi xin cho chị 50 được không em? Ok, gửi 100 luôn. Là Christine cao á. Rồi còn ai nữa ta? Ủa thí dụ mà bà xin tôi á, bà xin nhiều? 50. Tôi không biết, tôi xin 50 thôi. À. Nói chung là tôi xin để cho có góp lâu bảo. Chứ tôi không có xin nhiều. Tại vì còn nhiều nữa mà. Lúc trước bà cũng cho, lần nào bà là không cho. Đúng không? Lần nào bà không xin bà cũng cho, nhưng mà tại lần này tôi muốn xin để coi nè. Để ngày hôm qua đến giờ có thêm ai nữa không ta? Chu Ngọc của lộn đọc thuốc thơ. Nhìn kỹ đi rồi hắn đọc. Có chị Mili Hawaii. Chị Mili Hawaii là người hay ủng hộ tôi lắm. Tên dễ thương quá vậy. Chị mới giống như là chị nói là chị mua cái CD Thánh Ca. Ừ. Cái xong cái chị gửi cho tôi 100. Cái xong tôi mới nói chị ơi chị cho em 50 cho cha Dũng được không? Cái chị nói ok rồi để chị gửi cho. Cái xong cái chị nói là chị rất là thích nhạc Thánh Ca.
cái xong cái tôi nói dạ dạ, xong cái tôi sẽ lấy 100 tiền tiền CD thánh ca đó, tôi bỏ vô trong chai dẫn luôn. Tại vì cái CD thánh ca thường tôi tặng, nhưng mà tự nhiên chị nó chỉ mua cho tôi tiền thì đó. Thì xong rồi tôi mới lấy cái tiền CD của chị trả là 100, với 50 của chị cho cha nữa là 150, với có một chị Thư ở Bắc Cali gửi 200. Hôm qua đó chà, không biết chị có kêu mình giấu tên không? Không thấy. Nếu mà kêu giấu tên là Tám sẽ ghi là người giấu tên, nhưng mà không biết có kêu giấu tên. Trời ơi, mai mốt bà phải mở ngoặc người giấu tên chứ, bà đọc xong rồi. Có chị Lam ở San Jose 600. Trời ơi, một chị giấu tên 50. Trời ơi, chị Nancy Đặng 100. Hình như tôi đọc rồi sao, nhớ kệ, đọc rồi đọc lại đâu sao. Bé Ly à, bé Ly. Bé Ly. Ờ đúng rồi, không có thấy tên bé Ly nha. Đúng rồi, chưa xin bé Ly. Bé Ly cho cô 50 nha. Trời ơi, ngõ này giờ nó làm thành đại gia rồi. Trời ơi, nó làm nhiều tiền lắm á. Mà bữa nào á, mà tối về mà tôi thấy tắt đèn sớm, đi ngủ sớm, thấy nó đi ngủ sớm là biết bữa đó nó làm mệt. Bé Ly cho cô 50 nha, nếu mà con có lòng tốt cô thương 100 luôn nha. Đúng rồi. Nó chẳng nha. Nè, có Tammy Fatima phải không? Tammy Fatima Tour, bữa tôi đi ăn lẩu ở Du Nhật á, cái xong cái tôi xin, nói Tammy cho chị 100 được không? Cho cha. Mà Tammy thì đâu có thời gian coi clip cho nên đâu biết cha nào, nó của cha nào. Nói cha Dũng á, chắc em muốn coi, nhưng mà cho chị xin cho cha. Cái Tammy ký check 150. Đó. À, một chị gặp trong nhà thờ chị Trang rồi, có nói rồi. Qua đi lễ cũng có chị đó, chị đứng chị canh tôi ngay cửa nhà thờ luôn. Tôi vừa mới bước vô cái chị cầm bao thơ dúi vào tay tôi, chị nói cho chị gửi cho chị Dũng nha. Cái xong cái nó, ủa chị tin gì thì tin đi, thôi đừng nói tên. Xong cái nó, thôi cứ nói tên đi để cho em biết, để em nói cho con người. Thôi khỏi, cần. Đúng rồi, đâu nhiều. Cái xong cái chị bỏ trong bao thơ 200. Không biết tên luôn. Tôi nghe bà cũng, kể mới. Mà tôi cũng biết tên chị luôn, thấy ghê không? Nè, chị giấu tên gặp ở nhà thờ tôi phải ghi vậy thôi. 200, mà không ghi tên. Tôi tưởng là có người rình bà trước cửa, bà vừa ra. Chị Hạnh đổ 200. Không biết tôi đọc chưa, nhưng mà chẳng hà tôi đọc rồi, đọc hai lần. Còn hơn là tôi sót, không? Tôi sót không có được. Để thì bà phải đánh dấu là cái nào bà đọc rồi. Thôi mất công quá, bữa nào có gặp chị Trang là phải một lần nữa đọc hết, lượt hai một lần cho nó tập trung vô, không chứ nhiều clip đọc để rải rác nó không có tập trung vô nó. Bây giờ cái check mà 2000 đang về đó, cái check 2000 mà cái chị đó nha, nhất định không có được nói tên chị nha, không có cho nói tên. Là cái chị đó là kỳ trước là chỉ cho 5000 cho cha Sơn á. Là xong tự động chỉ gọi cho tôi, tôi thấy chị đó chỉ gọi tôi mừng, tôi nói trời ơi chị này chỉ gọi, chắc chỉ cho tiền đây. Ai nhà cũng cho thiệt. Ủa mà chỉ cho 2000, mà chị nói là chị mới cho một cái cha gì nữa rồi 2000, cho nên chị chia ra. Tại vì cha gì đó ở bên chỗ ở chị á. Rồi xong rồi bên kỳ này chị cho cha Dũng 2000 đó, chị mới coi chị mới thấy. Mà chị nói không được nói tên chị nha. Ôi dạ. Cái chị nói thông cảm cho chị nha, chị chia ra. Nó nói trời ơi không có thông cảm, trời ơi chị cho mừng chết luôn á, như là cho nhiêu cũng mừng á đó, mừng quá trời. Nói chị Hương nè, 20 không cũng lòng có lòng lắm chị đó. Hương bữa nào cho em 20 mới chị Hương, sao chị cười. Bữa chị Hương nói thôi cho 50 luôn à. Xong cái tôi nói thôi rồi 20 cũng giờ vui rồi. Giống như bà biết trong Kinh Thánh nói bà quá đó, bà có một xu bà cũng cho đó. Một xu bà gia tài của bà có như đó bà cho thôi. Cái đó mới là nãy. Hôm qua mở nhạc cà rốc của chừng bản quyền, trời ơi. Mở nhạc sùm ngoài kia các bạn. Chị Khanh một tiếng nữa mới xuống, cho nên tranh thủ Tám với bà Linh chạy đi bưu điện và đi ăn trưa. Xong rồi nói là chị Khanh, Tấm nói chị Khanh là để
trời Khanh xuống đi ăn luôn mà chị Khanh chịu. Chị Khanh nói tụi bay ăn đi, tụi bay ăn đi, rồi tao xuống là đi liền á, không có thời gian đâu. Còn nghiệp chị Khanh ghê, bắt chị Khanh chở đi. Đó là cô bé lách cách, cái sách xinh xinh, cái chân thân thấp. Trời ơi, bấm cho tôi vô xe mà lên nắng chết luôn à, còn quay nữa. Chào các bạn đây kìa. Gì chào? Ủa, giờ đi mua điện ra cũng phải chào. Bà Linh bà ăn cái này, bà Tám ăn cái này. Trời ơi, vậy là bạn nhiều hơn tôi luôn á hả? Nhưng mà tôi chỉ ăn rau với lại chả giò với lại thịt bò với lại nem. Nem tôi không ăn bún. Bà ăn hết đồ ăn đi, tôi ăn bún thôi. Thôi đi bà, tôi để lại chứ tôi ăn làm sao hết. Đó, tôi cho bà đó, tôi ăn như đây thôi. Rồi tôi ăn hả? 5 cái bánh, 5 cái nem nướng, bánh ướt thịt nướng là cũng no rồi đó. Nhưng mà đây ngủ không có phải nước mắm mà là tương tự là còn cái miệng mà. Xin mời các bạn, xin mời bà Linh, xin mời bà Tám. Bà ăn sao mà bà giả chừa cho tôi nguyên tô vậy bà Thơ? Ráng chịu. Hồi nãy còn định kêu thêm. Còn món gì nữa? Đâu có gì đâu. Tám đâu ăn nhiều đâu. Ăn rau không. Em ơi, xuống được 2 pound. Ồ. Chúc mừng, chúc mừng, ráng đi. Ráng không nổi, muốn xuống thêm mà cứ nhiều đó hoài không ráng xuống nổi. Không phải. Tại bà vẫn còn đi ăn. Chẳng lẽ nhịn. Phải ăn chứ. Lẽ nhịn. Dù bà ngán đồ ăn thì bà đừng có ăn. Tôi kiêng là tại vì tôi kiêng, tôi diet kiểu của tôi. Chứ tôi không diet kiểu bài bản. Tôi diet là tôi ăn ít. Và tôi ăn ít bột lại. Không ăn bột thôi. Còn tất cả ta được, tôi đều ăn hết. Chè tôi cũng ăn luôn. Nhưng mà tôi ăn ít, tôi không ăn nhiều. Hiểu không? Hiểu. Hết sạch nè. Mà Linh mà ăn à, hết sạch còn. Mà Linh ăn còn bỏ mứa nè. Mà đang tính tiền á các bạn. Đó, đại gia Linh Trần đang tính tiền. Billy, Billy. Có cái này nè Billy. Tôi muốn xin con một chuyện nè, đó giùm cô cua có xin con nào đúng không? Cô xin con hả? Sao một cái gì vậy? Cô xin con 50 được không? Hả? Cô xin cho con, cô xin con cho cô 50 được không? Hôm nay cô cho đi làm ăn mày. Đúng rồi. Tại sao vậy? Cô đi làm ăn xin ăn mày. Cho 50 được không? Nhưng mà vụ gì? Cho cha Dũng. Lấy cho bà 200 hay 100 chứ ai cho 50. Không, nhưng mà tôi xin 50. Tôi xin 50. Tôi thích xin 50 thôi. Cô xin 50 thì con cho 500 thì con cũng cô cảm ơn. Chưa, thấy không? Cho 100 liền, thấy không? Bé vậy Linh hả? Mà. Quá. Cho bà Linh mới nghe hay vậy. Tôi đang nói chuyện vụ giỡn với nó. Vậy là con cho con 100 đúng không? Dạ. Chưa, cảm ơn con. Cô xin 100 là con không có nợ. Bây giờ gieo á, gieo được không? Gieo liền được không? Thôi để tôi ấn cho nó. Để nó nào nó gặp nó đưa cho tôi. Cô ấn là con nha. Về rồi. Ok. Chừng nào về? 2 ngày nữa. Trời ơi. 2 ngày nữa hả? Ok. Bye bye Billy. See you again.
chúc các bạn một ngày an lành và hạnh phúc. Trời, nó nói like, share và subscribe trên kênh YouTube và tám cấp thơ. Trời, nó hay thế tôi luôn. Nếu có gì thắc mắc thì các bạn hãy gọi 714-677-890 cho bà đi. Nhớ mua USB nha. Rồi bye 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 Ly nha. Rồi see you again, hẹn gặp lại. Ok. Làm đi con. Kiếm tiền đi con. Cho cha tiếp. Khanh ra đây. Làm gì mà chuẩn bị đi ra đợi mà lên vô nè. Đó, cái đó là bà Tám cho chị Khanh á, công trình chị Khanh chạy xuống đây. Các bạn, đây là ví dụ chứ không phải là tốt lành gì cả. Một sự đánh đổi vô cùng to lớn và vô cùng đau đớn. Đúng mày. Chính xác luôn, chính xác luôn. Ê da, trời ơi, cái cực. Trời, cái mồ hôi em đổ nè chị thấy không? Cái này ghê dễ sợ luôn. Mà mày em mặc đồ hở đó. Nóng dễ sợ luôn. Em mà về Việt Nam chắc em tắm ngày 8 lần. Ủa, thì mày cũng về Việt Nam hoài đó. Nóng quá, trời nóng quá. Chạy, chạy. Cháy cái gì mà cháy, nóng hổi mà cháy. Kêu cái gì đi ra. Mà chỉ cả cái vụ mà bạn chị bị giật đi. Thì qua tôi kể rồi đó. Rồi. Biết sao không? Ừ, ngày qua trời ghê thâm mà thật sự cái đó, cái đó nguy hiểm thiệt. Thật sự các bạn nha, khi mà mình bị cái gì á, Thơ có biết là 99% là người ta đã để ý mình từ đầu rồi. Thấy không? Nên là nó để ý là khi mà con nhỏ này vừa bước vô xe, mà thật nếu mà đã bị để ý rồi Thơ khó mà thoát. Bây giờ ví dụ như vậy, Thơ bỏ cửa vô xe đi thì cũng phải từ từ mình vô xe chứ, mình nghĩ liền vô sao. Vừa vô một cái là bỏ chân vô là đây nó để dao ngay bụng mình liền. Sao nó không để chỗ khác mà nó để ngay bụng? Chắc thì nhiều thịt đâm dễ. Có một cái chị đó ha, cái chị đó chỉ là fan của em thì chị mới gọi, chị mới chia sẻ, chị nói là Thơ nhớ chia sẻ cái này lên trên YouTube để mọi người biết. Chị yêu cầu em chia sẻ luôn đó mà bữa giờ em quên. Bây giờ sẵn tự nhiên chị em mới nhớ nè, gặp chị mới nhớ nè, là chị đó chị nói là chị đi mua đồ thì ông xã của chị á mới đi ra ngoài đường nghe điện thoại cầm cái bóp của chị, tại vì ông xã chỉ cầm cái bóp của chị. Thế xong lúc đó bị người ta giật cái bóp của chị, thì trong đó có đầy đủ cạc thẻ này là đủ thứ luôn. Ai đi rồi gì đủ thứ luôn, sổ này kia có hết luôn. Cái xong cái bắt đầu chị mới báo mất rồi thẻ này kia thì cũng báo trên sổ hết. Nhưng mà một năm sau nó lấy mấy cái đó nó đi apply hết tất cả luôn, được hết luôn nha chị. Đúng rồi. Ok, cái chuyện này á, thật ra cũng không lạ lắm. Thì bây giờ các bạn biết làm cách nào hay không? Một khi mà mình đã mất hết những cái đó của mình rồi đó. Ok, cái thứ nhất á, là mình báo cảnh sát, mình gọi lên social, mình báo, mình bội vô cái department của credit card đó, tất cả cái đó mình đã báo. Nhưng các bạn phải mỗi, nếu mà kỹ, mỗi 3 tháng phải check cái record của mình. Nghĩa là lên... thứ nhất là về credit card, tại vì nếu mà họ dùng cái tên mình mà họ apply đó, nó sẽ show lên, nó sẽ show lên là mình có bao nhiêu thẻ và tổng cộng tiền mình thiếu nợ như thế nào, nó có hết tất cả những cái report đó. Thì khi mà mình lên mình coi thì mình nói ủa cái thẻ này tôi đâu có apply đâu, thẻ này tôi đâu có apply đâu. Ok, chị đã bị rồi các bạn à. Khi mà mình bị rồi, khi mà mình nhìn như vậy rồi đó thì mình mới tá quả, mình mới gọi lên trên chỗ cái credit card đó, từ chỗ cái trên đó mình mới gọi cho nó, mình mới report, mình nói ô cái thẻ này không phải của tôi rồi đó. Bắt đầu thì tụi nó mới investigate, thì tụi nó take off cái tên mình ra đó. Thì những cái đó nó hơi rất là rắc rối là một khi mà mình mất như vậy, nhưng mà đã bị rồi đó là phải chịu khó theo dõi. Và cái thứ hai nữa là bank account này kia mình đổi hết, hiểu không? Mình xóa hết cái cũ, dẹp hết cái cũ đổi. Chỉ có một cái là mình cẩn thận là nó dùng cái social mình, nó apply chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Thì nên là thường thường mà apply thì nếu thường thường credit á thì nó không, đôi khi tụi nó ẩu, nó không có report cho mình là mình nợ credit mới apply bla 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 bla, nó không có, không có nói. Nên là mình phải là cái người follow những cái case của mình, chị rất là kỹ, lúc nào cũng vậy, mỗi một ngày, đôi khi các bạn một ngày 3-4 lần Khanh check cái account của mình.
Khanh check hoài, Khanh check hoài, Khanh thường hay check lắm. Để chi? Để coi có cái gì hay trong này hay không. Mặc dù là mình đã có set cái alert là khi mà người nào mà rút trên bao nhiêu đó tiền là sẽ báo mình liền. Dù là như vậy nhưng mà Khanh cũng rất là kỹ. Đó thì những cái đó, nhất là trong cái trường hợp bây giờ, trong cái xã hội bây giờ thì lại càng phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Ok, về vấn đề nó scam nó quá tinh vi. Có thể nó lấy cái ID, cái mặt của mình luôn nữa chứ đừng có nói. Cái account là tên của mình nữa mà là tiền của người ta nâng cấp, à nâng cấp cái của mình á. Thành ra nhiều cái là rất là nguy hiểm, hoặc là tự nhiên lấy tên mình để đi mượn nợ, đào nợ ra cái tự nhiên một ngày đẹp trời nào đó mình mắc nợ, mình mắc nợ không? Thì những cái đó đó khi mà mình biết được đó, thì mình không gì sợ hết. Ở đây có luật sư, có tất cả mà. Với lại cái thứ hai nữa, các bạn nên nhớ là thật sự mình không phải là người xài, là mình có đầy đủ cái nhân chứng nha, đầy đủ cái proof để mà mình cho người ta mình biết là cái này không phải là tôi, và tôi đã bị, do đó nên bị mất những cái ID của mình này kia là phải report liền. Là tại sao? Tại mình sẽ nói là ồ, trong cái thời gian này tôi đã, ví dụ như tháng 8 chị mất đi, chị báo tháng 8 mà cái thẻ nó apply tháng 9, tháng 10, tất nhiên là cái người ăn cắp làm thuê cho chị, hiểu không? Nhưng mà ý là chị nói là một năm sau đúng vẫn làm được. Chính xác, lúc nào bên đời chị Anh đã nói với các bạn rồi, mình phải check hoài. Đương nhiên có thể nó đâu có ngu gì, nó mới làm mà nó lấy liền đâu. Có nhiều khi nó lấy cái những cái personal của mình, nó bán cho những người có company, bán hàng cho những người chủ á. Rồi họ lấy cái tên của mình á để họ apply cho những cái chương trình. Ồ, nó, chị nói nó mua tùm lum á. Đó, không nhận ra cái này, nhận chúng cái đầy Khanh liền luôn á. Không biết đâu. Thật sự ra là tại vì Khanh làm về finance, nhưng là mình đã, Khanh mình deal với luật sư cũng nhiều lắm. Thành ra mình rành, mình rất là rành. Khanh rất là mà cái thứ hai á là cũng có thể là tánh của chị kỹ như vậy nên chị mới học và mới làm được cái nghề này, hiểu không? Nhưng mà sao chị nói chị bị rồi, chị kỹ quá trời mà sao chị lại bị? Thì nhờ bị đó mới học được bài học khôn đó các bạn à. Vậy hả? Trời ơi, cái gì mình phải trải qua, cái gì mà Khanh trải qua Khanh rất là cứng để mà Khanh giải thích cho các bạn nghe. Hoặc là Khanh khi mà Khanh trải qua rồi Khanh mới biết bây giờ mình phải cần làm cái gì. Tại vì ngày xưa khi Khanh mất á, Khanh cũng không có biết là report hết trơn á. Nên là cái chuyện đùng một cái tự nhiên, trời ơi, tại sao mọi người vui nợ mình nó đông quá trời vậy nè. Rồi bị vô collection, bị tùm lum hết trơn. Thì lúc đó mới biết. Mà đâu phải nó ăn cắp tên, ăn cắp mới làm liền của chị đâu thơ, không có đâu thơ. Em nè, vừa hôm bữa đó, lâu rồi. Sao mà lên đó? Tự nhiên em nhận được một lá thư là Linh thì trần. Đồ lạ quá, em không bao giờ mà em xài cái tên này hết. Cái mở ra 21.000 là gì? Em nợ 21.000 mà em không bao giờ em xài thẻ hết. Mà nợ 21.000 cái em mới đưa cho cái chị bạn á, chị bạn chị làm văn phòng sư cái gì á. Cái làm xong á hả, không có bị cái gì hết, trông như người ta gỡ cho mình. Ủa vậy hả? Mà nó làm dễ dàng tại vì cứ đưa xô cho chị giúp á. Tại vì mình đâu có mình là người thật mà, người thật mà mình đâu có sợ. Thấy tên thôi thấy lạ rồi chứ em đâu giờ em xài tên. Với lại cho dù trùng tên đi chăng nữa đó, tụi Messi nó rất là hay, rất là hay. Như chị nói đó, chị nói lúc mà chị bị á, chị mới nói chứ no impossible, cái này không phải là chị. Tại vì chị report, chị mất cái thẻ vào tháng 4 mà cái này nó apply vào tháng 6, tháng 7 của 6-7 tháng sau gì đó, tôi hiểu không? Nhưng đâu phải là chị, mình bởi vì làm cái gì làm lúc nào mình cũng phải, ngay cả mất cái cell phone cũng phải gọi cho cảnh sát để report nữa đó. Rồi bữa đi bưu điện thì tự nhiên có cái chú kia, chú vô chú đưa cái tin nhắn trong điện thoại cho cái anh bưu điện. Chú nói sao bưu điện nhắn tôi này phải này kia. Cái anh bưu điện nói no, cái này là nó scam á, nếu như là nó gạt á. Chứ bưu điện không có ai rảnh mà nhắn tin cho chú á đó. Có ai rảnh đâu, bưu điện là một cái lần là nó đem đồ tới chú không, rồi nó gửi hàng này kia, không bao giờ mà nó nhắn tin cho chú á đó. Vậy mà có hồi có cũng có một người nói với em là tự nhiên bưu điện nhắn nói là chị có gửi hàng này kia, thì có gửi là nó biết là mình hay gửi á. Có gửi hàng thì click vô cái link này nè, click vô cái link này để coi hàng của bạn sẽ bị mất hoặc là sẽ đi lạc cái gì vậy. Ý là nó làm cho mình lo lắng á. Rồi xong rồi mình bấm vô đó nha, là nó lấy hết thông tin của mình á.
nó hay lắm. Ôi mày chờ mấy cái chuyện đó là nó xưa như cho nên là bưu điện hoặc là cái gì mà tiền điện hay là cái gì đó là tất cả mọi thứ là có nhắn nói gì mình cũng phải check lại cái chỗ nào đó nha. Ví dụ giống như đi ra bưu điện coi rồi mới hãy trả lời, mới hãy bấm vô, còn không thôi đừng có bấm vô mấy cái link bậy bạ tùm lum tùm la. Bởi vậy á, mình nói chứ bây giờ là anh đi làm ok, cái gì mà mình không biết ngay cả trên Facebook cũng vậy nữa. Trời ơi, nó nhắn qua cho chị làm đủ chữ hả, chị block hết, không cần biết. Mặc dù thí dụ đi thì tự nhiên nó post cam thơ lên, rồi nó tự nhiên nó cam thơ nó kêu chị là ô chị vote vô cho em này, vote cho trời, mình biết rằng nó quá là khỉ gì. Vote mấy cái đó là hát á. Mà toàn người quen không nha. Thì mà tại vì nó hát người quen mình mà. Thành ra mình biết là mình nó kệ ai bị gì thì bị. Có cái chị kia, chị gọi cho em á, chị nói sao không? Trời ơi, cảm ơn Cam Thơ, nhờ coi của Cam Thơ nha. Mà chị không có bị gạt, không có bị mất tiền chứ không thôi mém lắm, chị bị mất tiền mấy ngàn luôn á. Mà trụ hơn chứ sợ lúc đó là người, chị nói là cũng có người gọi phải tham cho chị á, người quen luôn. Đấy, cái mặt nhúc nhít rõ ràng luôn. Nó trời gửi gấp cho em tiền này kia, em đang cần này kia. Cái chị nói sao cái này giống của bà Tám kể gì ta. Xong bắt đầu mà coi như là nửa đêm á nha. Cho nên là lúc đó mình nghĩ nó có canh giờ mình nửa đêm để mình không có liên lạc được với người thân nào, phải không? Xong cái chị cũng cố gắng chị liên lạc đi. Sao rồi, ủa chồng mày bị cái gì mà kêu tao gửi tiền này kia vậy? Cái nó có đâu? Ừ, anh đang đi kia kia mà. Cho nói chung là check lại á. Xong cái chị nói chủ nhờ có Cam Thơ chứ không thôi là nếu mà không có coi Cam Thơ là chị gửi tiền rồi. Tại vì nó làm rất là gấp, phải không? Làm có vẻ là nguy kịch lắm á. Rồi, rồi xong cái rồi chỉ có một cái gì nữa đó mà chị nói là nếu mà không coi em á là chị chắc chắn chị sẽ bị mất, cho nên chị gọi chị cảm ơn em quá trời luôn. Chị nói là chị nói là cảm ơn bà Tám nha. Trời ơi, bà Tám chị nhớ chia sẻ những cái giống vậy để cho mọi người biết, mọi người đừng có bị mất tiền vô duyên vô lý đó. Xong cái em mà chị nói em cũng không nhớ là cái gì, mà em chỉ nhớ một vụ này, còn cái vụ kia là cái vụ gì nữa đó mà em cũng không nhớ. Mà chị vui lắm, chị thích lắm, chị nói là đồ may quá nhờ coi. Cho nên các bạn nào mà coi những mấy cái này nè, các bạn phải nói cho bạn bè người thân của mình biết, kể để người ta nghe là người ta sẽ giữ trong đầu người ta, tới lúc người ta đụng chuyện một cái là người ta nhớ lại liền, là người ta sẽ không có bị mắc phải. Chứ nếu mà mình không nghe giờ gì hết chứ mình đâu biết gì đâu. Trời ơi, giờ này một cái nữa Khanh chỉ nè, lái xe đó, bây giờ nó cũng tối tân lắm. Thí dụ như giờ setup á, thí dụ như Khanh nè, nãy Khanh mới vừa nói cho Thơ với Linh nó nghe nè. Khi mà thấy Khanh setup, khi mà Khanh mở cửa xe Khanh ra đó, tất cả cửa xung quanh đều lock, chỉ có một cái cửa này mở thôi. Còn khi mà mở, có những cái xe mở ra bốn cửa mở hết, rồi mình vô đây nó nhảy vô kìa. Nên hiểu chị nói không? Dễ cướp lắm. Hoặc mình để đồ đây nó mở ra. Còn bây giờ mày để ý đi, mày đâu vô được xe chị đâu, Thơ đấy không? Chỉ là chị bấm cửa thôi mới vô được, không? Đó thì là các bạn không biết cách làm á. Nếu mà không biết cách làm á, đem cái xe ra dealer hỏi, hoặc là lên online, lúc nào cũng lên Google, mình search cái hiệu xe của mình bla 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 gì đó, nó hỏi rồi mình mới hỏi rằng là ồ cái cách mà mình lock lại như thế nào, nó sẽ chỉ hết. Xe đời cũ thì Khanh không rành nha, nhưng mà bây giờ nhưng mà Khanh nghĩ rằng là cái vấn đề mà mở một lock ba cái kia, mở một cái chỉ bên người driver thôi, nó rất là popular bây giờ. Nhiều người, Khanh nghĩ nhiều xe bây giờ cũng làm được đó, chứ không đâu, trừ những xe quá cũ. Nhưng mà cái đó là cái an toàn. Thành ra nhiều khi mình lên đây, mình vừa mở cửa đây, tôi thấy hầu hết mình mở cửa đây, nó mở cửa đây, nó lấy bóp mình đây. Hoặc nó nhảy lên xe mình, nó chĩa súng mình, nó giật xe. Thấy không? Tụi nó kêu mình đi xuống, bắt buộc mình phải đi xuống. Bây giờ nó kinh khủng lắm các bạn ơi, phải nói là kinh khủng luôn á. Thành ra nhiều khi làm cuộc sống mình bây giờ, mình cảm thấy mình không tin ai á, nói thì hơi nó phủ phàng, kinh sợ quá. Ngay cả mình thấy người ta bị tai nạn ở ngoài đường, mình cũng không dám giúp nữa. Nó đủ thứ cái ma mảnh á, những dân á. Tại vì nhiều ma mảnh quá, mình chỉ sợ là mình bị giả lây thôi, đúng không?
nó tại vì cái cuộc sống nó tạo cho con người nó lạnh lùng. Nên do đó mày nên cảm thấy hạnh phúc khi chị mày còn ấm áp luôn. Ấm áp mới chở nó đi vậy. Ủa nãy em thấy có cái outlet chị. Nắng chết luôn ha. Ủa không, trên này có cái outlet đi gì nổi. Trời này không có vô outlet nổi luôn, nắng lắm. Cho em vô shopping mà có máy lạnh đi chị. Cho em đi vòng vòng trong đó một trời. Cái này mày cũng đi ra ngoài trời chút xíu, nhưng mà trời nó có cái máy hiên, hiểu không? Vậy hả? Ừ. Mát quá. Hầm quá luôn. Chị ở trên đây làm chi vậy chị Khanh? Khanh nó nóng như quỷ á. Ờ. Tình luôn á. Đi bên kia trước đi. Mát quá. Ai nóng quá, nóng quá, nóng quá, bye bye. Vô đây mua được một chút. Có thua hả? Nóng quá. Các bạn ơi, nó nóng hừng. Bây giờ cho chị Khanh miếng bánh ăn nha. Lấy sức để đi tiếp. Và chúng ta đã nạp năng lượng để đi tiếp. Đi tới một chỗ khác. Chị Khanh đã nạp được một lượng đường vào cơ thể và chị Khanh chuẩn bị lái xe tiếp. Bây giờ tự nhiên em đi shopping chẳng thấy có gì mua được trơn. Mặc dù người ta bán quá trời luôn mà em lại không có thấy cái gì để em mua được hết. Tự nhiên trời nóng được như vậy tôi chỉ thèm một ly cà phê đèn đà. Rồi đi, em dắt chị đi uống cà phê. Thôi quên đi, chạy ngang nãy giờ người ta không vô rồi giờ còn kêu. Thường thường ăn nắng ngọt uống cà phê rất là ngon. Cà phê đá ha chị Khanh ha. Cà phê đen đá. Các bạn bữa nào ăn thử đi. Còn cái này nữa nè, sáng em mới nghe trên gì nó nói là theo nghiên cứu là ăn khoai á mà phải ăn đúng nha, đừng có nên ăn khoai buổi sáng và đừng có ăn nên ăn khoai trừ cơm, đừng có nên ăn khoai chung với chuối sẽ đi đến tử vong. Cái đó mình đâu có biết được đâu ha. Không ai biết luôn. Sao mày biết? Người ta nói là trên theo nghiên cứu thì mình biết thì mình phải đề phòng chứ, bây giờ mình thử mình ăn kiểu đó coi, trời ơi mình đi thử làm cái gì đúng không? Người ta nói là ăn khoai phải cách ăn chuối 4 tiếng đồng hồ, tại vì cái chất khoai với lại cái chất chuối nó sẽ bị kỵ nhau và nó sẽ gây ra một cái chất độc mà có thể gây chết người, ngộ độc luôn. Rồi ăn khoai lang không có được ăn vỏ. Rồi ăn khoai lang mà nếu mà củ khoai đó nó có một cái đốm màu đen gì đó thì không có được tiếc mà phải cắt bỏ nó đi, tại vì cái đen đó mà nếu mình ăn vô thì nó làm thành một cái chất độc cũng gây ngộ độc luôn đó. Mấy cái đó mình đâu có biết, bây giờ mình biết thì mình nên chia sẻ, mình biết cho nên mình phải né, tại vì bà ngoại hay ăn khoai lắm cho nên em rất là buổi sáng. Bà trời ơi, có đâu có bị gì đâu. Không có bị cái gì nhưng mà người ta nói không có tốt cho cơ thể. Người ta nói ăn khoai thì nên phải ăn khoai buổi trưa là tốt nhất. Không có nên ăn khoai mà ăn trừ cơm buổi sáng. Không có tốt. Ừ. Người ta nói như vậy thôi. Ta cũng ăn củ khoai, uống ly nước trước, ăn củ khoai. Rồi ăn cái gì đó. Mà người ta nói là nếu người nào mà bị bệnh thận không nên ăn khoai lang luôn. Ừ, nó sẽ là có một cái, nó có một cái chất gì nó rất là hại cho cái thận luôn. Với lại là tuyệt đối không có được ăn cái vỏ khoai. Cái vỏ khoai là phải lột ra. Cái đó nhà nghiên cứu người ta cho biết chứ mình đâu biết được.
theo nghiên cứu người ta nói như vậy, thì mình nghe thì mình để trong đầu rồi mình né thôi. Nhiều lúc mình đâu biết đâu, mình cứ ăn vô trong người mình, có thể mình không có chết liền nhưng mà nó sẽ từ từ rồi sẽ bị ung thư ung dồ, mình đâu có biết được. Cho nên là bây giờ không hiểu tại sao mà người ta bị ung thư nhiều là bởi vì trong ăn uống thôi, ăn uống mình không có đúng cách hoặc là mình không biết. Thì người ta dặn vậy đó, khoai lang mà không có được ăn trong chuối, mà khoai lang thì phải ăn buổi trưa. Rồi có một cái clip nữa để cho các bạn coi nè. Cái clip này là người ta chỉ cho cái cách sơ cứu lúc mà mình sặc, nhất là những em bé. Tại vì một cái fan của em gửi cho em coi, thì bây giờ sẵn đây em cho các bạn xem, để mà các bạn nào mà có em nhỏ mà bị sặc á, mà phải biết sơ cứu kịp thời. Đây đó. Có thể tử vong ngay lập tức nếu như bố mẹ làm điều này. Khi thấy con bị hóc thức ăn vào họng, bố mẹ thường lấy tay để cố gắng lấy thức ăn ra. Điều này khiến cho dị vật bị đẩy vào sâu hơn, khiến bé khó thở và ảnh hưởng đến tính mạng. Bởi vậy, hãy thực hiện các biện pháp sơ cứu sau đây nhé. Đối với bé dưới 1 tuổi thì hãy để bé nằm sấp dọc theo cánh tay, đầu thấp và tay giữ lấy cằm bé. Dùng góc bàn tay vỗ thật mạnh vào giữa hai xương bả vai 5 cái. Nếu dị vật vẫn chưa rơi ra thì ba mẹ hãy chuyển bé nằm ngửa, dùng hai ngón tay ấn nhanh mạnh vào điểm giữa đường nối hai ngực 5 lần liên tiếp, vừa ấn vừa đẩy về phía trước. Tiếp tục lặp lại động tác đến khi dị vật rơi ra ngoài. Đối với bé trên 1 tuổi, ba mẹ hãy đứng hoặc quỳ gối phía sau trẻ, hơi khom lưng, vòng tay ôm ngang eo con, đặt nắm tay hình quả đấm vào điểm giữa phía trên rốn và dưới xương ức. Tay kia thì vắt chéo qua nắm vào cổ tay, sau đó ấn mạnh vào bụng theo chiều từ trước ra sau và từ dưới lên trên. Bạn hãy lưu lại và chia sẻ điều này tới những bố mẹ có con nhỏ để cùng đảm bảo an toàn cho các bé yêu nhé. Đó là cái video mà fan của Tám gửi cho Tám. Tại bữa Tám hỏi là có ai biết cách sơ cứu á, thì cái người fan đã gửi cái này nè, thì sẵn đưa chia sẻ cho các bạn xem để những người mà có con nhỏ biết cách mà khi mà nó bị sặc hoặc là cái gì đó. Nhiều đứa tụi nít nó phá lắm nha chị, nó bỏ một cái cục gì vô trong họng nó ăn à. Mấy đứa nít nó đâu biết, nó cặp cái gì dưới đất, cái viên viên nút áo hay là cái cục gì nó cũng bỏ vô miệng, nó giống như nó bị nghẹt. Cái đó là thứ nhất là nó bị với lại bị sặc nữa, là người ta chỉ cách như vậy đó. Cho nên những cái bà mẹ nào mà mẹ trẻ mà không có rành đó thì nên coi cái này, để mà lỡ mà con mình nó có gặp trường hợp như vậy thì mình biết cách xử lý liền tức thời. Chứ lúc đó mình quýnh quán mình có biết làm cái gì đâu. Có bữa em ăn khoai lang á chị, thì đương nhiên mà em đói quá đó, ăn là bị nghẹn liền đúng không? Ôi em đói quá, em ăn nhanh nó mắc cục ở đây nè, chết luôn á. Cẩn thận nha, cái đó là giỡn mặt. Ủa thở không được luôn á. Giỡn mặt nó làm như nó tắt cái đường thở mình á, mà cái đó là chết dễ lắm á. Vậy đó, không nói được luôn. Ồ ghê. Chị bị chưa? Bị, cái gì cũng phải từ từ. Chị bị gì? Nhất là bánh bông lan, chị là chị bị bánh bông lan. Ồ đúng rồi, bánh bông lan nữa. Trời ơi, lúc hồi đó bụng á, ăn lẹ đó các bạn. Thôi các bạn ơi. Ghê. Xong rồi chị Khanh chị kể, chị nằm á, chị nằm chị ăn, chị nằm ngửa nè, chị ăn cái tụ chị sặc một cái không chết luôn. Nên là từ đó là chị sao ăn nằm nghiêng, cái đừng nằm ngửa ra, nó lúc mà mình nuốt xuống nhiều khi nó đi trật á, bị nghẹn á. Trời ơi là trời, ăn là phải nằm nghiêng hoặc nằm gối cao lên đúng không? Chứ chị lúc đó là chị nằm gối nhiều khi gối sao không, cũng không có cao lắm, nhưng mà nhiều khi mình làm biếng, giống như vừa coi phim, nhất là cái giống mà vừa coi phim vừa ăn hết á, hiểu không? Mới nằm ra như vậy chứ có bao giờ mình nằm mà ăn như vậy đâu. Thành ra bây giờ chị coi phim mà chị ngồi lên, hoặc nếu chị ăn là chị ngồi lên. Bị sặc một lần mà sợ. Cho nó an toàn các bạn ơi, đuổi cho mình có chuyện gì không ai cứu kịp nữa. Và lúc đó là thơ nhớ không, lúc mà mình bị nghẹn bánh khoai lang hoặc là bánh bông lan á,
tôi thấy nó kinh khủng không? Ừ, ô là trời, nuốt vô nuốt không được mà móc ra móc không mình xong mình tỉnh mình chết rồi đó. Vô cũng không được mà ra cũng không được đó các bạn. Trời ơi, sợ lắm. Em nói bữa em bị sặc nước miếng của em thôi đó. Mà em ăn từ từ thôi, có đói cách mấy nữa phải ăn chút chút thôi. Đó mình đâu để ý á, mình ăn 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 thôi. Ăn rồi nó nghẹn. Bánh bông lan là một, là khoai lang là hai. Đồ bột nó tóm lại là đồ bột. Mà nhất là khoai lang nó dễ. Khoai lang với bánh bông lan là hai cái đó dễ nhất. Dễ thì nghẹn lắm. Nghẹn á, tao kêu bằng nghẹn họng á. Nghẹn ngào không nói nên lời. Và cuối cùng chúng em đã mua được 5 cái quần. Của ai, của chị hả? Dạ thưa không, quần này là của em Cam Thơ. Còn em thì không mua được gì cả. Em làm tài xế từ sáng tới bây giờ. Và bây giờ mua thì mua cho chị cái áo cầm bầu ca mà chị không chịu. Không, cái bây giờ Khanh nói chứ thơ à, cho đi ăn cua đi. Nó nói không, về ăn cho một cái hộp vịt lộn thôi. Ta ăn nhận. Thôi bây giờ cảm ơn các bạn nha. Cảm ơn chị Khanh đã dắt em đi shopping. Nhưng mà bây giờ thật sự đang muốn ăn cái gì biết không? Một tô canh chua mò một con cá chim ở từng cảng. Hiện giờ mình tối, lát nó tối dắt chị đi ăn từng cảng. Cảm ơn. Có hẹn chị bé heo nữa. Các bạn đón xem clip bé heo ở từng cảng. Có hẹn chị bé heo đi ăn từng cảng. Thôi, cảm ơn nghe. Bye bye. See you again. Chúc các bạn một ngày ăn lành và hạnh phúc. Bye bye. Em không cảm thấy hạnh phúc gì hết trơn. Em đi với bà Tám là em không bao giờ thấy hạnh phúc, thấy chiến tranh suốt ngày. Bye bye. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Cam Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Cam Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.